chào toàn thể quý vị đang theo dõi kênh YouTube của mình, Audio Sài Gòn. Trong video này thì mình test và giao lưu tới các bác anh em chiếc âm ly Pioneer QX949. Đây là dòng âm ly cho cái hình thức cực kỳ là đẹp mắt, trưng bày và giá trị sưu tầm cao. Ngoài ra thì đây là dòng âm ly chuyên trị các dòng loa cần công suất, những dòng loa cứng đầu. Bởi dòng chiếc âm ly này cho cái công suất tiêu thụ nguồn lên đến 400W, cũng như là chạy hệ thống là 8 sò 4 tụ lọc, rất là gấu và nặng. Em này có cân nặng là 23,5 cân, quý vị nhé, 23,5 cân. Ngoài ra thì em nó có cái size chiều ngang là 55cm, hậu sâu của em nó trên 40, khoảng 45cm anh em. Đây là cái hình thức mặt trước quý vị nhé, có đèn rất là đẹp mắt. Con này ngoài ra thì có hỗ trợ là cổng Dolby, kết nối cổng Dolby ở đây. Mình đang nối với cổng Dolby này cho cái chất âm nó sẽ khác biệt hơn một chút so với những cổng AUX thông thường. Em này thì có một cái đặc điểm mà khá là nổi bật ở đây, chính là cái đèn tia. Đang ghép với cặp loa AR2 AX phía sau quý vị nhá. Đó, con này thì nó có cái đèn tia rất là đẹp mắt và đánh được hai đôi loa AB, A cộng B. Và ngoài ra thì đánh thêm được hai đôi loa phụ nữa ở đây. Ở đây thì mình đang bật là một đôi loa thôi, tức là hỗ trợ cho chúng ta chơi được 4 đôi loa và chỉnh độc lập từng kênh. Chỉnh bass, chest, cắt dải trầm, cắt dải cao, chỉnh bát chép riêng biệt cho đôi loa phụ. Ngoài ra thì có cả lao nét nữa này. Lao nét thì dành cho các bác thích nghe bass mạnh. Dòng này thì radio là 108 quý vị nhá. Trời, khu vực đây là đài radio. Giật cắt với Hưng Phú này. Họ giật cắt với Quỳ Thị Tâm. Các dòng loa JBL, các dòng loa Pioneer hay là các dòng loa Nhật xuất Mỹ, vân vân, đều có thể là phối ghép với dòng âm ly Pioneer 949 này. Cũng rất là lâu rồi thì mình mới về được nó. Đợt này thì hơi khó khăn một chút quý vị nhá. Có một con duy nhất thôi. Ở đây thì mình đã mở sẵn và sẽ mở cái phần linh kiện của bên trong cho quý vị xem. Nội thất của em nó chạy 8 sò sắt ở đây, cũng như là 4 tụ lọc nguồn. Máy còn zin nguyên bộ, chưa vệ sinh. Con này thì nó là dòng xuất Mỹ và chơi đa cầu điện thì có thể là chơi được điện 220, chuyển sang điện 220 rất là tiện lợi quý vị nhé. Một em duy nhất là Pioneer 949 và chiếc âm ly này thì mình sẽ giao lưu cho anh em đang theo dõi kênh YouTube của mình với mức giá là 13.500.000 đồng. Toàn bộ sò zin, nguồn zin và tụ zin, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Và các bác anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình theo số điện thoại trên bài đăng.